Vở kịch Sống mãi tuổi 17 tái hiện lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của anh hùng Lý Tự Trọng, người thanh niên trẻ đảm nhận nhiệm vụ liên lạc trong và ngoài nước cho Xứ ủy Nam Kỳ và Trung ương Đảng. Anh được giao nhiệm vụ đặc biệt vận động tập hợp thanh niên trong các nhà máy, trường học để thành lập đoàn thanh niên cộng sản trong nước. Với tư chất thông minh, gan dạ, nhiều lần vượt qua sự vây bắt của kẻ thù, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Khi bị kết án tử hình, Lý Tự Trọng khẳng khái tuyên bố: "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác." Qua vở kịch lan tỏa đến các đại biểu, đoàn viên thanh niên về tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm, từ đó cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.